Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại nhiều tỉnh phía Bắc đã có mưa lớn và lũ quét gây ngập úng nặng nề ở nhiều địa phương và làm thiệt hại không nhỏ đến lưới điện và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng. Tại Thanh Hóa, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lớn của cơn bão số 3, gây đổ hơn 500 cột điện trung hạ áp thuộc lưới điện nông thôn, gây gián đoạn cung cấp điện của 10 trạm biến áp với gần 1.500 khách hàng tại 6 xã của 4 huyện gồm Nông Cống, Lang Chánh, Như Xuân, Tĩnh Gia. Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung xử lý sự cố, khẩn trương khôi phục cấp điện lại cho khách hàng. Yên Bái cũng là một trong những tỉnh bị thiệt hại lớn bởi mưa lũ. Theo thống kê của Điện lực Yên Bái, đã có 28 cột điện bị đổ, nghiêng, sạt lở 36 cột tại 19 xã thuộc 4 huyện Trấn Yên, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, thành phố Yên Bái bị mất điện do không đủ điều kiện an toàn. PC Yên Bái đang cố gắng khắc phục, đóng điện trở lại cho nhân dân. Các tỉnh như là Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Nghệ An, Hà Nam cũng bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Hiện các công ty điện lực sẵn sàng vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục sự cố cấp điện trở lại cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày này, các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc liên tục ứng trực, theo dõi diễn biến tình hình thực tế, bằng mọi nỗ lực sẽ cố gắng cấp điện ổn định sớm nhất cho khách hàng khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên và người dân.